Rồi thì mình sẽ làm tiếp cái video về cái thằng Iplan này ha. Thì đầu tiên á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mà chúng ta sẽ tạo rosat. Thì cái nào cũng vậy, thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo cái rosat này, không quan tâm ha. Rồi đây thì chúng ta sẽ tạo cái rosat. Thì đây chúng ta sẽ có cái chữ rosat ha, trên cái công cụ. Mình tí mình gác cái micro mình lên cả để mình xài hai tay. Rồi đây đây chúng ta sẽ có cái là hiện tại mình đang xài là Iplan 2.9 nha, update 5. Rồi thì đây, đây chúng ta sẽ có cái logic nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn là new nè. À, rồi sau đó thì đây chúng ta sẽ có là đây. Project name là cái tên nội sách á. Thì ví dụ như trong video đầu mình dẫn các bạn ấy, thì nó sẽ là cái tên dự án ấy. Đó, thì ở đây nó sẽ là cái project name, thì nó sẽ đặt là Tutorial Iplan đi ha. Rồi thì đây mình đang để trong cái location là OD, sau đó là thư mục Iplan Learning. À, thì đây sẽ là template. Template này thì các bạn sẽ chọn một tiêu chuẩn ha. Đây nó sẽ có cái tiêu chuẩn nè, FLIGB, GOET, thứ thì mình sẽ sử dụng là GC. Thì GC này nó là gì? Đây, rosat nè. Dựa trên cái tiêu chuẩn GC. Mountain Location. Đó, thì chúng ta sẽ open này ra. Rồi ở đây các bạn sẽ, nếu như chúng ta công thức này á, thì cái ngày tháng nó sẽ cố định như vậy. Thì mình sẽ tích vào để mình lấy cái ngày giờ nè. Đây ngày ngày chúng ta tạo dự án nè. Rồi đây sẽ là tên người vẽ, như bạn ghi tên mình vào. Thì đây mình sẽ để tên là hay nói cách khác đó là tên của người thiết kế, designer, creator. Thì mình sẽ sau đó tôi đánh OK. Thì sau khi chúng ta tạo xong á, thì nó sẽ chạy một cái như vậy. À, đây, mình sẽ mở zoom to để các bạn xem cho nó dễ. Đây, dễ nhìn nè. Thì đây nó sẽ có cái là Iplan Property, là thông số của cái Iplan này. Thì trong cái này nó có bao gồm cái gì? À, đây đây chúng ta có là project description này, là cái mô tả này, job nè, đây địa chỉ công ty nè, tên công ty nè. Nếu mà bạn mà muốn ấy thì các bạn có thể copy cái name này vào cái tên công ty mình vào đây ha, chúng ta sẽ xếp từ đầu. Rồi thì đây nó sẽ có gồm là customize nè, customer full name nè ha. Mình sẽ đặt là ông Nguyễn Quang A đi. À, rồi. À, thì đây sẽ có cái là shop name. Đây là creator shop name, ví dụ như tên của mình là Thành. Tên shop name của mình ha. Đây title bạn sẽ gọi là kỹ sư đi, hoặc là sinh viên này. Đó. Gì đó kể bạn ha. Thì này tùy theo cái title của bạn ha. Đây mình sẽ đặt cái mong muốn mình đang là người sáng tạo, như là mình sẽ đặt là creator. Rồi name một nè, name hai nè. Đây là thông tin của cái người người vẽ. Đây sẽ là cái phone contact mà chúng ta muốn 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 thiết kế trong suốt quá trình. Còn đây là cái tần số. Đây có cả DC 50 Hz 60 Hz. Rồi.
Còn mấy cái này thì mình nghĩ các bạn không nên quan tâm đâu. Rồi, giờ mình sẽ để ra. Trong cái này á, thì mình sẽ cho là cái category, là cái thư mục ở chứa thì mình sẽ có cái special này, data này, đây là tổng mẫu này. Đó, thì chúng ta nếu chúng thêm vào á, chúng nhóm vào đây. Ví dụ như mà chúng ta có cái khung mình á, có nhiều cái chúng ta sẽ thêm vào, thêm vào như ví dụ như đây nè, mình đang sử dụng đây nè, nó đang là Celebrity Field nè ha, thì các bạn có thể kéo vào trong bảng tên các bạn nha. Đó. Đây mình đang để đầy đủ hết nè. Rồi. Các bạn muốn thêm, các bạn thêm vào thôi. Rồi các bạn nhấn OK thì nó sẽ hiện được cái tên của chúng ta lên ha. Tên chúng ta nằm bên đây nè. Đây là cái rosette thì tên chúng ta sẽ nằm dưới đây nè, ha. Rồi. Tiếp theo tôi sẽ set set cái template chúng ta hoạt động ha. Thì set như thế nào thì mình sẽ vào là edit này, rồi sau đó ta vào là property này ha. Nó sẽ hiện ra cái này thì nó sẽ hiện giống như cái này á, cái này chúng ta muốn chỉnh sửa trong đây nè, chúng ta sửa trong đây ha. Còn nếu không thì chúng ta nhấn OK hôm nào thôi. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ có đây là cái filter filter mình không bật tiếp lên thôi. Rồi sau đó bạn vào bay, bạn vào navigator đâu rồi, nếu các bạn nào mà trong cái bay này các bạn chưa kích lên cái Navigator này, các bạn kích lên cho mình ha. Rồi sau đó các bạn vào Option, rồi chúng ta sẽ vào Property nè, đây chúng ta setting nè, setting cái squad bay của chúng ta ha, cái khu vực làm việc á. Thì cái thông số đầu tiên mà chúng ta set á sẽ là cái project nè. Rồi, sau đó tôi vào là cái project của mình. Chưa? Rồi. Đây chúng ta sẽ có cái là translation. Đó, thì chúng ta sẽ vào là cái general. Ở đây thì tùy các bạn sử dụng ngôn ngữ nào chúng ta translate ra ha. Thì mình sẽ để mặc định cái này. Đây sẽ có gồm cả ngôn ngữ nè. Thứ thứ trong này hết. Rồi, sử dụng mình dùng cho to to xíu dễ nhìn nè. Rồi. Ông chọn sụt nè. Sụt ngôn ngữ có đầy đủ nè. Đó. Rồi. Thì bên đây á. Bên đây nó sẽ là on boot nè, max key nè, and try nè. Chỉ mình muốn sử dụng qua nó quyền thôi, nó kết thúc vào đây thôi. Mình đang sử dụng tiếng Anh nên là mình sẽ để view này thôi. Rồi tiếp theo nó sẽ vào là user này, rồi sau đó nó vào là display. Kéo này vào đây. Rồi. Display này thì tùy các bạn nào mà xài cái hệ đo đạc của cái nào ha. Thì đây nó đang là 2 mm, mình đang để là mm cho nên mình sẽ tới đây. Và khối lượng mình sẽ để là kg ha. Rồi tiếp theo ta sẽ vào là cái này xuống. Rồi chúng ta sẽ vào là user interface. Thì đây chúng ta sẽ có cái spread message. Mình đã tích vào. Rồi mấy cái này mình không thay đổi gì hết ha. Kệ nó. Rồi nó sẽ vào là
Tiếp theo mới vào là Graphics Editing. Rồi. Rồi chúng ta vào là Connect Symbol. Đây nó sẽ có cái này, chúng ta sẽ add boy đi. Mình sẽ để nguyên vậy luôn. Thì mình sẽ kết nối dây, mình sẽ lấy cái này nè, kéo ra là nó chạy luôn. Rồi. Tiếp theo ta sẽ đến với bằng 2D. 2D đây ta có ra graphic symbol, nên ta sẽ chọn là from symbol ha. Mình không có tên sử nhiều. Thì còn ở đây chúng ta sẽ chọn là Atin Cat, tức là nó sẽ giống với Cat ấy. Rồi. Thì đây mình cái này giống cái con trỏ của bạn bên AutoCAD ha. Thì đây mình đang sử dụng là Crosshair, tức là nó sẽ chạy từ đầu đầu đến cuối, nó sẽ chia cái màn hình nó làm tư á. Khung làm việc cũng có làm tư á. Rồi, đây là grip size ha. Grip size thì mình thêm để mặc định nè. Ví dụ như các bạn cũng để 1 nè, 2 nè, 5 nè, 10, 15 gì đó tùy các bạn. Rồi. Thì đây mình đang để là 24 8 16, là cái sau sẽ gấp đôi cái trước ha. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào cái phần là measurement. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn là directory này thì nó sẽ là cái thư mục mà chúng ta chứa cái mà chúng ta cài đặt ha. Đó. Đây Rosat nè. Thì Rosat đang nằm đâu? Template nè, symbol nè, form nè, block frame, các thứ thì nằm đây hết ha. Bạn muốn thay đổi thì bạn tích vào đây. Nó sẽ ra browser cho bạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta tới đâu? Thì chúng ta sẽ tới là company nè. Rồi, graphic editing nè. Đó, tích vào đây cho mình ha. Rồi các bạn chọn phone. Phông chữ. Phông chữ này thì nó đang để mặc định là đâu mai mình sẽ chọn về cái thumbnail Roman hết đi. Để cho nó quen mắt mình ha. Mình không quen xài cái phông này nên mình sẽ vô chọn này. Để mình sẽ xếp lại hết luôn. Đầu cuối luôn đi cho dễ nhìn. Đồng kiểu dễ nhìn. Thay vì mình xài tao ma thì mình sẽ xài là thăm đi Roman ha. Rồi. Đây bạn nhìn nó sẽ khác nè. Rồi. Mình sẽ có phone mình sẽ xác rồi nè. Chưa. Rồi thì chúng ta sau đó chúng ta nhấn ok. Thì là chúng ta đã kết thúc cái phần đầu tiên của cái tutorial về ePlan, đó là tạo mô sắt và cài đặt một số thông số cơ bản về cái ePlan để chúng ta có thể thực hiện trong suốt cái quá trình mà chúng ta tìm hiểu với nhau. Các bạn cảm thấy thích thì các bạn có thể nhấn subscribe cho mình và có thể share cho mọi người để mọi người cùng xem. Vì đây mình hướng dẫn các bạn hoàn toàn miễn phí, không thu phí cái gì hết. Chờ mình biết bao nhiêu mình sẽ dẫn các bạn bao nhiêu. Rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình.